Chương 14 Chỉ phó chúc niệm Phật Văn của chương 14 ghi Đức Phật Thích Ca không phó chúc các hành khác Mà chỉ lấy niệm Phật để phó chúc cho Ngài An An Điều này cũng được trích dẫn từ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Nội dung Quán Kinh nói rất rộng Không những nói về 13 Pháp Quán Định thiền Mà còn nói đến Tam Phước, Cửu Phẩm Và trong đó cũng nói về niệm Phật như vậy, tâm ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là muốn đem pháp môn nào giao phó cho ngài A Nan. Trong phần cuối của quán kinh, khi lưu thông, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lấy những nội dung chính của bộ quán kinh này tổng kết lại rồi giao phó cho ngài A Nan. Ngoài niệm Phật cha quán tưởng tam phước cũ phẩm, Đức Phật đều không phó chúc cho ngài A Nan mà chỉ lấy một hành niệm Phật, tức là đem pháp môn xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này phó chúc cho tôn giả a nan phó chúc cho a cũng chính là bảo ngài truyền thừa cho tất cả chúng sanh chúng ta vì a nan là người kết tập kinh tạng nếu nói quý thì đương nhiên niệm phật là tôn quý đức phật thích ca mâu ni không thể đem giáo pháp chẳng tôn quý để phó chúc vậy niệm phật so với các hành khác thì pháp nào là bản ý của đức phật thích ca mâu ni đương nhiên niệm phật mới là bản ý của đức thế tôn nên Ngài chỉ phó chúc hành niệm Phật Vì giảng giải về niệm Phật Nên mới nói đến các hạnh Nếu thế thì cần gì phải nói về các pháp môn tu hành khác Tuy tu hành các pháp môn khác hồi hướng vãng sanh Không phải là bản ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nhưng vì căn cơ của chúng sanh mỗi người mỗi khác con người thích quán tưởng, con người thích ngồi thiền, con người thích tụng kinh, vân vân vì thuận theo căn cơ của những chúng sanh này nên đức phật mới nói tu hành đủ các loại pháp môn ngài nói các bạn đều tu rất tốt như vậy là rất có công đức nhưng chỉ dựa vào sự tu hành như thế thì việc giải thoát sanh tử còn rất khó khăn hiện tại có một phương pháp rất dễ dàng bạn có thể giữ nguyên không cần phải thay đổi gì nhưng bạn đem công đức tu hành của mình hồi hướng cầu giảng sanh thế giới cực lạc thì nhất định được giảng sanh. Một khi nói như vậy thì người thích tĩnh tọa, thích tụng kinh, thích tham thiền, thích trì chú sẽ rất phấn khởi. Ồ, vậy thì tốt quá. Còn cũng đang băn khoăn không biết làm sao để giải thoát thì ra hồi hướng như thế cũng được giảng sanh, công đức rất lớn. Họ phấn chấn rồi bắt đầu tiến vào tịnh độ môn. Cho nên, Đức Phật mới dùng các loại thiện pháp để nhiếp thọ mọi căn cơ chúng sanh, sau đó hướng dẫn họ tiến vào Tịnh độ môn. Như thế là ta tiến vào Tịnh độ môn rồi sao? Giống như một người bước lên giảng đường, mỗi lần sải hai bước liền thì không thể bước lên được, nên trước tiên phải bước từng bước một. Lúc này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới hướng về bạn nói: đã nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc Thì chúng sanh cố nhiên phải tự mình tu hành Nhưng nếu so với sáu chữ danh hiệu của Đức Phật a di Đà Chuyên niệm danh hiệu Ngài để giảng sanh Như thế là thuận với bản nguyện của Đức Phật Được ánh sáng của Ngài nhiếp thủ Điều này đều được chư Phật trong mười phương khen ngợi và hộ niệm Vậy bạn thấy thế nào? Nghe đến đây người này liền thốt lên Ô dễ quá thế thì từ bây giờ con cũng muốn chuyên tu niệm phật nhờ theo thứ lớp như thế mà dần dần hướng dẫn họ tiến vào chuyên tu niệm phật vì thế để giảng giải về niệm phật nên đức phật mới nói đến các hạnh khác nói về các hạnh trước tiên là để hướng dẫn các loại căn cơ khác nhau của chúng sanh chúng ta chuyên tu niệm phật nên thỉnh thoảng cũng muốn cùng với người khác nói về niệm phật không tin bạn cứ thử mà xem Trước kia bạn nói với họ về chuyên tu niệm Phật Họ tảng lờ và không chấp nhận Bạn phải khen ngợi sự tu hành của họ là có nhiều công đức Rồi mới từ từ nói với họ Bạn nên hồi hướng công đức ấy về thế giới cực lạc Thì nhất định được giảng sanh Thế là họ phấn khởi Thật vậy hả? Thế thì tôi cũng muốn được giảng sanh Rồi dần dần bạn mới nói về chuyên tu niệm Phật như thế là bạn đã thuyết pháp một cách có thứ tự Văn Kinh ghi như sau Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói Đức Phật bảo A Nan Ông hay khéo thọ trì lời này Thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ Một bộ kinh nếu không có tổ sư giải thích Thì dù chúng ta có xem cũng chẳng thể hiểu được Mặc dù đoạn văn chỉ có một câu Nhưng Đại sư Thiện Đạo đã khái quát và thông suốt toàn bộ tông chỉ của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ này được người ta so sánh giống như một cuộn băng ghi hình gọi là điển cố kinh điển được nói đến trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nhân duyên Phật nói quán kinh. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở núi Linh Thứ trong thành Vương Xá đã xảy ra một bi kịch. Có vị thái tử tên là A Xà Thế nghe lời đề bà đạt đa xúi dục đề bà đạt đa là người phỉ bán phật pháp muốn cướp ngôi vua đề bà đạt đa nói với thái tử phụ dương của ngài đối với ngài thực ra chẳng hề có chút ân đức gì rồi ông ta kể lễ cho thái tử rằng nhà vua thế này nhà vua thế kia vân vân theo tôi ngài cứ giết quách ông ấy đi để lên làm vua mới còn tôi sẽ thủ tiêu thế tôn để lên làm Phật mới Chúng ta cùng làm vua mới Phật mới Cùng nhau cai trị thiên hạ Như thế chẳng phải là thuận tiện sao Vua A Sà Thế nhẹ dạ tin theo lời xúi dục của đề bà Đạt Đa Liền đem nhốt vua cha lại Có ý bỏ đói cho chết Trong chuyện này cũng có nguyên do Trước đây Cha của thái tử A Sà Thế là vua Tần Bà Sa La Khi đã lớn tuổi mà nhà vua vẫn chưa có con nên vua mới cho mời một vị thầy coi tướng số để hỏi. Người xem cho ta, liệu bao giờ thì ta mới có con? Thầy coi tướng đáp. Tâu Đại Dương, từng biết trong núi nọ có một vị đại tiên nhân đang tu hành. Ba năm sau, vị tiên nhân này sẽ mạng chung. Sau khi chết, vị ấy sẽ đầu thai vào cung vua, làm con của Đại Dương. Vua Tần Bà Sa La nói. Phải chờ tới ba năm nữa là khoảng thời gian quá dài. Ta này tuổi đã già chỉ mong sao người ấy mau chóng đến làm con của ta sau này khi nó trưởng thành ta sẽ đem cả giang sơn giao cho nó thế là vua liền sai sứ giả vào trong núi thương lượng với vị tiên nhân sứ giả nói này tiên nhân hiện tại ông đang tu hành trên vùng đất của nhà vua tất cả đều là nhờ vào phước của vua mà có nay mong tiên nhân hãy sớm đầu thai vào cung làm con của đại dương vị tiên nhân đáp Ông hãy về tâu với đại dương là tôi còn sống thêm ba năm nữa Bây giờ tôi chưa hết thỏa mãn Sư giả trở về tâu lại với nhà vua Quốc vương nghe xong liền lớn giọng Tại sao lại có thể như vậy? Ta đã cho người tới nói chuyện là đã tôn trọng ông ấy lắm rồi Đã ở trong lãnh thổ của ta Thì tất cả mọi người đều phải tuân theo mệnh lệnh của ta Người hãy lập tức đến cầu xin ông ấy thêm một lần nữa Nếu ông ta vẫn không đồng ý thì ngươi cứ đem ông ta ra mà giết ông ấy chết rồi chả lẽ lại không đến làm con của ta sao thế rồi sư giả lại lên đường đến thương lượng với vị tiên nhân nhưng tiên nhân vẫn không chấp nhận sư giả liền rút dao giết chết ông ta trước khi chết vị tiên nhân nói hôm nay đại dương dùng tâm và miệng để giết tù tương lai tôi dù làm con của đại dương nhưng chắc chắn Tôi cũng sẽ dùng tâm và miệng để giết chết nhà vua Sau khi tiên nhân bị giết Thì ở Hoàng Cung Phu nhân Vi Đệ Hy liền có thai Sau khi phu nhân thọ thai Vị thầy coi tướng lại đến Ông ta nói Quá thật là phu nhân đã mang thai thái tử Nhưng vị dương tử này có thể sẽ làm tổn hại đến quốc dương Vua Tần Bài Sa La nghe xong phán Không thành vấn đề Cả gian sơn này của ta đều sẽ là của nó Chỉ cần nó làm con ta Thì có thể kế thừa dương vị Tuy nói như vậy Nhưng sau đó trong lòng nhà vua Vẫn còn chút bất an Vua bàn với phu nhân Vi Đệ Hy Khi sinh đứa trẻ ra Nàng hãy lên lầu Và ném nó xuống sân Coi như nó bị rơi mà chết Như vậy người ngoài vừa không biết Mà chúng ta cũng không bị mang tiếng ác Phu nhân Vi Đệ Hy nghe vậy Cũng đồng tình với ý của quốc vương Sau khi sinh thái tử Bà thả cho nó rơi từ trên lầu cao xuống Nhưng cuối cùng thái tử không chết Mà chỉ gãy một ngón tay út Nên về sau có tên là A Xà Thế Nghĩa là chiếc chỉ gãy ngón tay Trải qua một thời gian sau Đệ bà Đạt Đa đã biết rõ được việc này Nên mới suối dục thái tử A Xà Thế này Thái tử, khắp cả nước người ta đều gọi Ngài là Dương tử A Xà Thế. Nhà có biết ý nghĩa cái tên này là thế nào không? Ta không biết. Được thể, đề bà Đạt Đa tiếp lời. Đến ngay cả việc này mà Ngài cũng không biết sao. Tôi thì lại thường xuyên nghe được những điều không tốt làm ảnh hưởng đến thanh danh của Ngài. Nghĩ mà buồn. Sau đó, ông ta đem sự việc đã xảy ra trong quá khứ kể hết cho Thái tử nghe nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa nhà vua với thái tử thái tử a xà thế nghe xong nổi giận đùng đùng lập tức đem nhốt vua cha lại và cấm không cho bất kỳ ai vào thăm viếng mẹ thái tử là phu nhân vi đề hy rất thương nhớ chồng mỗi khi vào ngục thất để thăm vua tần bài sa la bà tắm gội sạch sẽ xoa bột lúa mạch lên người cho nước nho vào trong chuỗi ngọc rồi mặc y phục trùm bên ngoài bằng cách này bà đã đem được đồ ăn thức uống tiếp tế cho nhà vua bảy ngày trôi qua a sa thế trở lại hỏi người gác cửa phụ viên ta còn sống hay đã chết người gác cửa thưa dạ tiên dương hiện vẫn còn sống và rất khỏe mạnh tại sao lại như vậy Tâu đại dương lần nào quốc thái phu nhân vào thăm tiên dương cũng đều mang theo đồ ăn chúng thần không thể ngăn cản được hơn nữa khi ở trong ngục, tiên dương thường hướng về phía đức phật thích ca mâu ni thỉnh cầu được thọ nhận giáo pháp và thọ bác quan trai giới. có xà môn phú lâu na ngày ấy là người có thần thông từ hư không xuống, chúng thần muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. tiên dương chẳng những được ăn uống mà còn được thọ nhận giáo pháp của phật. giáo pháp có thể khiến cho tâm trạng của tiên dương được an ổn, còn đồ ăn khiến cho cơ thể ngày ấy được nuôi dưỡng nên chẳng những tiên dương không chết mà ngược lại càng khỏe mạnh hơn a xà thế nghe xong trong lòng vô cùng tức giận buông lời mắng nhiếc mẹ ta đích thị là giặc vì bà ta đã làm bạn với giặc trong lòng a xà thế vô cùng căm phẫn đùng đùng sách bảo kiếm đi tìm mẹ nếu tìm được mẹ thì ông ta sẵn sàng giết chết đây đích thị là tội ngũ nghịch lúc này có hai vị đại thần khuyên can Tầu đại dương, từ xưa tới nay để tranh giành ngôi vua Có thể có người dám mưu hại cha của mình Nhưng hạ thần chưa hề nghe nói đến chuyện Vì tranh đoạt dương quyền mà lại có người giết mẹ của mình bao giờ cả Nếu ngài làm chuyện này thì quả thật đã làm cho chúng tôi rất bẻ mặt Chúng tôi không muốn quốc vương của mình là một người như thế đâu Các đại thần sẽ không bao giờ ủng hộ ngài à, A-sa-thế nghe xong, trong lòng thoáng chút hoảng sợ phải làm sao bây giờ Nếu mà họ không ủng hộ mình thì Nghĩ vậy Nên A sa Thế mới buông kiếm xuống Không giết mẹ nữa Tuy bảo toàn được tính mạng Nhưng phu nhân Vi Đề Hy Lại bị giam vào trong cung cấm Hoàn toàn mất tự do Bà nghĩ xem Trong hoàn cảnh như vậy Liệu bà có đau buồn không Một mặt Vua Tần Bà Sa La không có người tiếp tế Chắc chắn ông ấy sẽ chết đói Mặt khác Đứa con bất hiếu này lại muốn giết hại ông Tuy bà là một quốc thái phu nhân tôn quý Nhưng tất cả những thống khổ của thế gian Bà đều phải nếm trải Trong lòng bà cảm thấy quốc ức Và đau buồn vô cùng Ở trong phòng giam Bà khóc đứt nở Rồi hướng về phía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Vừa khóc vừa kể Bạch Đức Thế Tôn Tội chướng của con sâu nặng thế nào Mà lại sinh ra một đứa con như vậy Nếu con được tự do Nhất định con sẽ đến bái kiến Phật Xin Ngài chỉ dạy và khuyên giải con Nhưng hiện tại con bị giam cầm không thể đi được Nếu Ngài hiểu được tấm lòng của con Thì xin Ngài phái tôn giả Mục Kiền Liên và A Nan đến đối Pháp cho con Để con có thể được khuây khỏa phần nào Bà vừa khởi lên tâm niệm như thế Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã biết Ngài liền cử tôn giả Mục Kiền Liên và A Nan Từ hư không xuống Bay vào hoàng cung Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở núi Linh Thứ cũng lập tức xuất hiện ở Dương Cung. Lúc này trong Hoàng Cung, bà Di Đề Hy vẫn đang khóc lóc đau buồn. Nhưng khi bà vừa ngẩng đầu lên thì Ô, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ở ngay trước mặt. Thân Ngài màu vàng rồng, ngồi trên tòa hoa sen trăm báo, tôn giả A Nan và một kiền liên đứng hầu hai bên. Khi ấy trong Hoàng Cung hiện hiện ra một khoảng rộng lớn vô biên có rất nhiều các vị thiên thần ở trên hư không cũng muốn đến nghe pháp vì họ đều biết rằng một khi đức phật đến hoàng cung thì ngài nhất định sẽ nói giáo pháp thù thắng phu nhân vi đề hy vừa thấy đức phật thích ca mâu đi trong lòng bà càng thêm nghẹn ngào sự buồn cổ tích tục bấy lâu khiến bà không thể kìm nén ở trước phật mà bà khóc lên rưng rức bạch đức thế tôn số mệnh con làm sao lại khổ thế này Cả đời con có làm việc gì xấu đâu Mà sao lại sinh ra đứa nghịch tử này Phu nhân Vi Đề Hy cũng là phàm phu như chúng ta Nên mới nói là không làm việc gì xấu Ngay cả nhân quả mà bà cũng quên mất Bà quên rằng trước đây bà đã đồng tình với chồng Muốn đem giết đứa con cho nó chết Phu nhân lại thưa Bạch Đức Phật Xin Ngài dạy cho con biết tịnh độ ở đâu Con muốn đến tịnh độ con không muốn sống ở đây thêm nữa Đây là thế giới ác Toàn người ác Con không muốn tương lai sẽ gặp những người ác Và nghe những điều không muốn nghe Ngay cả đứa con bà đứt ruột đẻ ra Mà nó còn muốn giết hại bà Huống chi là người khác Cho nên bà một lòng muốn được đến tịnh độ Mong muốn được giảng sanh Chứ không muốn ở thế giới ta bà này nữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Không trả lời phu nhân Vi Đề Hi Mà Ngài dùng thần lực bóng ánh sáng giữa dặn mày chiếu khắp vô lượng thế giới ánh sáng trở lại đến đầu ngài quá thành đài dạng, giống như núi tu di hiện rõ cảnh trình độ của chư phật trong mười phương phu nhân vi đề hy thấy rất rõ giống như được xem một tước phim trong đó đặc biệt là thế giới tây phương cực lạc vô cùng tuyệt vời bà thưa bạch đức thế tôn những quốc độ này đều rất thanh tịnh trang nghiêm đều có ánh sáng nhưng còn chọn thế giới cực lạc. Việc này cũng chẳng phải do trí tuệ của phu nhân Vi Đề Hy tuyển chọn được, mà là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thần lực giá trị cho bà. Những quốc độ khác tuy đều rất tốt, nhưng Ngài đặc biệt chỉ hiển thị những tinh hoa tuyệt vời của thế giới cực lạc. Định Thiện Phu nhân Vi Đề Hy nói, nay con muốn vãng sanh về thế giới cực lạc Xin Phật chỉ dạy cho con làm sao để tư duy Làm sao để tránh thọ Trong kinh nói Quý sinh Đức Thế Tôn chỉ dạy con cách tư duy, cách tránh thọ Nói tư duy, tránh thọ ở đây là chỉ cho quán tưởng Nghĩa là Xin Thế Tôn chỉ dạy cho con cách quán tưởng thế nào để được giảng sanh Vì phu nhân Vi Đề Hy tuy đã từng nghe Phật Pháp Nhưng không biết rằng xưng niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà thì được giảng sanh. Bà cho rằng phải thông qua quán tưởng thì công đức mới thù thắng, như thế mới được giảng sanh. Đáp lời thỉnh cầu của phu nhân Vi Đề Hy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói 13 pháp quán định thiện. Vì pháp quán định thiện này là do phu nhân Vi Đề Hy hỏi, nên Ngài nói rõ pháp quán tưởng mặt trời, quán tưởng nước, quán đất báo, quán cây báo, quán ao báo, quán lầu cát báo, quán hoa tòa sau pháp quán hoa tòa là pháp quán tượng nghĩa là quán tưởng về hình tượng của đức phật a di đà bồ tát quán thế âm và bồ tát đại thế chí tiếp đó là quán chân thân quán chân thân đức phật a di đà cao 60 ức na do tha hằng hà sa do tuần kế đến là quán bồ tát quán thế âm quán bồ tát đại thế chí phổ quán tạp quán cộng lại thành mười ba pháp quán đây gọi là pháp quán định thiện định quán tán thiện ngoài pháp quán định thiện ra phu nhân vi đề hy không thỉnh cầu đức phật nói về tán thiện nhưng đức phật thích ca mâu ni đích thân chỉ dạy pháp quán tán thiện tức là tam phước cửu phẩm vì sao đức phật lại dạy về tán thiện vì rất ít người có thể tu được pháp quán định thiện nếu không nhập thiền định thì pháp quán không thành tựu nên phu nhân vi đề hy không thỉnh cầu mà đức phật thích ca vẫn tự mở môn tam phước để nhiếp thủ mọi căn cơ chúng sanh tán loạn tam phước là một thế phước tức là Diệt thiện của thế gian gồm bốn câu hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng tâm từ bi không giết hại tu mười nghiệp thiện câu thứ nhất hiếu dưỡng cha mẹ cha mẹ là người sinh ra chúng ta thì đương nhiên chúng ta phải hiếu dưỡng trong các phước báo ở thế gian thì việc hiếu dưỡng cha mẹ là đứng hàng đầu chúng ta nên người cũng là nhờ có các bậc thầy giáo dục uống nắng nên phải phụng sự sư trưởng tâm từ bi không giết hại tu mười nghiệp thiện bốn câu này gọi là phước thế gian đã là phước thế gian thì bất luận người thế gian có tin hay không tin Phật giáo cũng đều biết đó là các việc thiện. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, đương nhiên đây đều là pháp thiện. Còn tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp thiện, đây là pháp thiện thuộc đường lối tu tập chung của Thánh Đạo Mục. 2. Giới Phước Tức là vân giữ giới cấm thuộc về pháp thiện. Đó là thọ trì tam quy, vân giữ đầy đủ các giới mình đã thọ, không phạm oai nghi thọ trì tam quy là quy y tam bảo phật pháp tăng vân giữ đầy đủ các giới mình đã thọ như năm giới tám giới giới bồ tát người xuất gia có giới tỳ kheo giới tỳ kheo ni tất cả giới đại thừa và tiểu thừa đều phải vân giữ đầy đủ hoặc giữ giới hơn phân nửa hoặc giữ giới một phần hoặc giữ giới toàn phần hoặc thọ giới đại thừa hoặc thọ giới tiểu thừa không phạm oai nghi trong phật pháp không những đòi hỏi phải cẩn thận trong những hành vi lớn mà cả ở những hành vi nhỏ nghĩa là tám vạn bốn nghìn tế hạnh gọi là oai nghi đây gọi là giới phước giới phước là thiện hạnh mang tính đặc thù trong nội bộ phật giáo nên so ra cao hơn thế phước ba hành phước của đại thừa đây thuộc về nội dung của phật pháp đại thừa có bốn câu phát tâm bồ đề tin sâu nhân quả độc tụng đại thừa khuyến khích người tu hành phát tâm bồ đề thông thường các tông các phái thuộc thánh đạo môn đều yêu cầu như thế điều này rất thù thắng bạn không phát tâm bồ đề không nguyện độ khắp chúng sanh thì làm sao thành phật thế nên phải phát tâm bồ đề tin sâu nhân quả có hai loại nhân quả cần phải tin sâu là nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian rất nhiều người trong chúng ta nói là tin nhân quả nhưng thực chất đều rất hời hợt thậm chí khi phiền não khởi lên hoặc có một chút không vừa ý thì liền chẳng tin nhân quả nữa giống như vừa nói phu nhân vi đề hy không tin nhân quả nên bà mới nói bạch đức thế tôn con đâu có làm việc gì xấu vì sao lại sinh ra đứa con như thế? Bà đã quên mất việc làm trước kia của mình. Bình thường thì nói có vẻ rất chắc chắn, còn tin nhân quả, tin lời Phật dạy, nhưng thực ra ngay cả ba chữ tin nhân quả này, chúng ta cũng chẳng dễ gì làm được. Nếu thật sự tin sâu nhân quả, thì dù người ta có đánh đập bạn đi chăng nữa, bạn cũng chẳng tức giận. Vì đây là nhân quả báo ứng, bạn chẳng những không tức giận mà trong lòng còn cảm thấy tôi thật có lỗi vì tôi đã từng đánh đập bạn lẽ ra trước kia tôi phải kiềm chế mà kiềm chế không được nay tôi làm phiền bạn phải đích thân đến tận nhà để nhắc nhở tôi cảm ơn bạn đã giúp tôi trả được món nợ nghiệp chướng này trong lòng có lẽ phải cảm thấy có lỗi với người ta nhưng chúng ta lại không xử sự được như thế mà còn gân cổ cãi tôi đâu có trêu chọc gì bạn sao bạn lại đánh tôi chứ đây có gọi là tên sâu nhân quả không làm ăn buôn bán thua lỗ cũng sinh ra cáo kỉnh niệm phật sao mà chẳng có cảm ứng gì cả tất cả những điều này đều chẳng phải là tinh sâu nhân quả độc tụng đại thừa là độc tụng các kinh điển đại thừa như kinh kim cang kinh pháp hoa Qua, kinh quan nghiêm kinh lăng nghiêm vân vân khuyến khích người tu hành là khuyên nhủ người khác phải tinh tấn nỗ lực tu hành đây gọi là tam phước tái thiện tất cả chúng ta ngồi đây đều không thể tu nổi pháp quán định thiện đức phật thích ca mâu ni cũng biết rõ điều đó nên ngài mới nói về tán thiện hiếu dưỡng cha mẹ bạn không nhất định phải nhập định phụng sự sư trưởng bạn cũng không nhất định phải nhập định chẳng cần phải quán định thiện vì tán thiện dễ dàng hơn nhưng năng lực của tán thiện so ra cũng không hơn định thiện ba phẩm đầu của cửu phẩm tán thiện thượng bối thượng phẩm thượng bối trung phẩm thượng bối hạ phẩm ba phẩm này là phàm phu học Phật pháp đại thừa, trung bối thượng phẩm, trung bối trung phẩm, hai phẩm này là người tu Phật pháp tiểu thừa, trung bối hạ phẩm là người học thiền pháp thế gian như hiếu dưỡng cha mẹ dân dân. người này không học đại thừa cũng không thọ giới tiểu thừa và cũng chẳng biết Phật pháp, họ chỉ làm các việc thiện ở thế gian. sáu hàng người này là người thiện đem so sánh thứ bậc với nhau thì thấy nếu pháp thiện đại thừa làm không được thì thành thiện tiểu thừa pháp thiện tiểu thừa làm không được thì thành thiện thế gian niệm phật quả thật tất cả mọi người đều tu tán thiện không nổi thậm chí có người ngay cả thiện thế gian cũng làm không được nếu ngay cả pháp thiện thế gian mà còn làm không xong thì sao chẳng hạn sau thời kỳ pháp diệt một vạn năm chắc chắn là chúng sanh tu tán thiện không nổi. Người phạm tội ngũ nghịch, bất hiếu như a xà thế, ông ta giết cha, giết mẹ, thì làm sao ông ta có thể hiếu dưỡng phụ mẫu? Ông ta không thể tu nổi tán thiện. Thế nên, ngay cả tam phước của tán thiện mà người ta còn làm không được, vậy làm sao để cứu độ họ? Trong ba phẩm cuối cùng của phần tán thiện, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rõ về ba hạng người phạm tội thập ác, phá giới, ngũ nghịch, họ đều là người tạo tội, đều không có thiện căn. Thế nhưng ba hạng chúng sanh này, nếu niệm Phật thì cũng được vãng sanh. Cho nên, niệm Phật vãng sanh là pháp tối thượng, cao nhất để độ hạng căn cơ tối hạ, thấp nhất. Như thế thì chúng ta mới có hy vọng được vãng sanh. Trong cửu phẩm cũng có thứ tự như vậy Phó chúc Phần cuối bộ kinh này Đức Phật vừa nói về 13 pháp quán định thiền và tam phước Cửu phẩm tán thiền Sau đó Ngài cũng nói về niệm Phật Sở dĩ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phải nói nhiều pháp tu như thế Là vì thông thường Người ta đều cho rằng Quán tưởng là thù thắng nhất Nhất định Ngài phải phó chúc Quán Phật Tam muội Nếu nói tán thiền không thù thắng thì có nghĩa là định thiền mới thù thắng. Trong định thiền, nếu nói pháp quán tưởng mặt trời, quán tưởng nước, quán tưởng đất không thù thắng, thì có lẽ quán chân thân Đức Phật A Di Đà mới là thù thắng nhất. Pháp quán này mới là tốt nhất, nên cần phải được lưu thông. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không làm như vậy. Ngài không phó chút tán thiền. Đừng nói là tán thiền, mà ngay cả định thiền, Ngài cũng chẳng phó chút. Trong định thiền, không những ngài chẳng nói về pháp thông thường như quán tưởng mặt trời quán tưởng nước quán tưởng đất mà ngay cả quán chân thân cũng không phó chúc vậy đức phật phó chúc cái gì khi kết thúc quán kinh rồi tổng kết lại đức phật tạm thời gác định thiện và tam phước của phẩm của tán thiện ở phần trước lại vì tam phước của phẩm cuối cùng cũng dẫn dắt về niệm phật thế nên đức phật chỉ đem pháp môn niệm phật phó chúc cho tôn giả a năng chính là đoạn văn Phật bảo A Nan. Ông hãy khéo thọ trì lời này. Đức Phật nói với A Nan, ông phải khéo thọ trì lời nói của ta. Thế nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rất nhiều, vậy rốt cuộc là câu nào? Cuối cùng là thọ trì tất cả hay chỉ một bộ phận nào thôi? Tất nhiên, trong lòng Tôn giả A Nan có chút nghi hoặc. Tuy ngài không hỏi, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã biết vì thế chẳng đợi a nan thưa hỏi mà đức thế tôn tự giải thích trì lời này tức là trì danh hiệu phật vô lượng thọ thọ trì lời nói của ta mấu chốt chính là trì danh hiệu phật vô lượng thọ đây mới là điểm quan trọng mà ta muốn nói trong bộ quán kinh này ông phải khéo ghi nhớ chúng ta nói chuyện với người khác cũng phải có chủ đề chính nếu đối phương không hiểu gì về tâm tư của bạn bạn lại không thể nói trực tiếp vào vấn đề của bản thân nói thẳng ra có khi lại không tiện vậy phải xử lý thế nào phải nói vòng vo đúng không phải lịch sử chứ ví dụ trong nhà bạn có tình huống thế này đầu tiên phải tạo cảm tình phải từ từ dẫn dắt dần đến chủ đề mà chúng ta muốn nói cuối cùng mới đi thẳng vào vấn đề đây gọi là dùng phương tiện để tiến vào chân thật Phần nói quanh co ở trước Chính là phương tiện Vì không tiện nói thẳng Nếu nói thật ra Có khi lại làm sức mẻ tình cảm Hoặc mất thể diện của họ Vì thế nói ra sẽ không được hay cho lắm Ví dụ bạn đi đòi nợ Mối quan hệ giữa bạn với người kia Vốn cũng không đến nổi tệ Mà bỗng dưng lại đến mở miệng đòi tiền Thì thật chẳng tiện chút nào Nên phải từ từ lựa lời Thời gian gần đây kinh tế gia đình tôi có phần eo hẹp Con trai tôi sắp đi học Rồi từ từ trình bày những khó khăn chồng chất của bạn Như thế tự đối phương cũng sẽ hiểu ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy Nếu ngay từ đầu Ngài đã nói Xưng niệm danh hiệu Di Đà đơn giản và thù thắng như thế này Như thế kia Thì sẽ có người không tiếp nhận được Họ sẽ cho rằng Quá đơn giản Sao lại có chuyện dễ dàng như thế được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tùy thuận ý muốn của bạn Mà nói quán tưởng Quán thế này quán thế kia Giả sử quán tưởng không được Thì cũng chẳng quan trọng gì Còn về tán thiện Như hiếu dưỡng cha mẹ Đọc tụng kinh điển đại thừa Hiểu đệ nhất nghĩa đế Chúng ta nghe qua đều rất phấn khởi Nhưng nếu lấy Phật Pháp làm gương để soi chính mình Thì thấy rằng những việc này bạn cũng làm không được vậy thì phải làm sao mới được dần dần đến cuối cùng đức phật mới nói thẳng vào vấn đề chính làm nổi bật những điều đã nói vòng vo ở trước này anh ăn ông nên trì danh hiệu phật vô lượng thọ tuy đức phật nói rất nhiều nhưng cuối cùng điểm quan trọng nhất chính là ở câu nói này căn cứ vào bản nguyện của phật thì ý là ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Vì thế, đại sư Thiện Đạo căn cứ vào đoạn văn kinh này, rồi xem lại toàn bộ từ đầu đến cuối quán kinh thì thấy được tông chỉ của tác phẩm rất rõ ràng. Thông thường người đọc quán kinh đều không thể nắm được, vì thấy tiêu đề là quán kinh vốn là nói về các pháp quán. Hơn nữa, nội dung các pháp quán cũng rất nhiều, có tới 13 pháp quán còn nói về niệm Phật thì chỉ có mấy đoạn, số lượng quá ít. Vì vậy, vấn đề không phải ở chỗ nhiều chữ hay ít chữ, mà là dù có thay đổi muôn lần nhưng vẫn không lìa tông chỉ. Đây đều là để dẫn dắt chúng ta đến tông chỉ niệm Phật tam muội Đại sư Thiện Đạo giải thích như sau. Từ câu Đức Phật Bảo A Nan ông khéo thọ trì lời này trở xuống Rõ ràng là Ngài phó chúc danh hiệu Đức Phật A-di-đà Lưu thông ở thời tương lai Đoạn này nói về điều gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Dùng danh hiệu Đức Phật A-di-đà Phó chúc cho Ngài a nan Ông nên lưu thông ở thời vị lai sao? Hà nghĩa là xa Hà đại là chỉ thời gian ở thời vị lai lâu xa Từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Liên tục cho đến thời đại chúng ta hôm nay và suốt cho đến thời kỳ Pháp diệt, tức là sau thời mạt Pháp một vạn năm. Tiếp theo, Đại sư Thiện Đạo nói, Trên đây tuy nói về lợi ích của hai môn định thiện và tán thiện, nhưng căn cứ vào bản nguyện của Phật thì ý của kinh này là ở chỗ. Chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật a di đà Câu nói này là chỗ quy kết, là tông chỉ của toàn bộ tông tịnh độ ý nói rồng bay xa nghìn dặm nhưng hang ở đây muôn đóng nghìn mở giảng nói đủ thứ nhưng cũng là để dẫn dắt đến câu này quả đúng là một lời nói nặng nghìn cân đây chính là tông chỉ của toàn bộ tông tịnh độ chắc như đinh đóng cột cho nên chỉ có vị tổ sư là hóa thân của đức phật a di đà mới có thể nói được như vậy người khác thì không thể nói được như thế Chúng ta xem câu nói này có hàm nghĩa gì. Trên đây tuy nói về lợi ích của hai môn định thiện và tán thiện. Thượng lai nghĩa là từ phần mở đầu của bộ Quán kinh. Tác phẩm này bắt đầu bằng bốn chữ: Tôi nghe như vậy, suốt cho đến câu: Này A Nan, ông khéo thọ trì lời này. Cả một đoạn dài như thế, tất cả bộ Quán kinh này ở phía sau chỉ có một phần tiểu kết rất nhỏ Mọi người xem lại và có thể so sánh đối chiếu một chút Tuy thuyết nghĩa là mặc dù nói như thế tuy thuyết ở đây là có ngụ ý Đại sư đã hoàn toàn ẩn đi đoạn văn chủ đề Chúng ta nói tuy, Tiếp sau đó lại có nhưng Tuy Đức Phật Thế Ca Bồ Đi nói rằng Hai môn định thiện và tán thiện đều có lợi ích Nếu tu định thiện quán tượng thế giới cực lạc Quán thành tựu thì có giảng sanh không? Nhất định giảng sanh Chỉ sợ bạn quán không được mà thôi Nếu bạn có thể tu tán thiền Thì bạn phải thật sự hiếu dưỡng cha mẹ Đồng thời đem công đức ấy Hồi hướng cầu giảng sanh cực lạc Bạn phải thật sự có khả năng thọ trì giới cấm Phải thật sự đọc tụng kinh điển đại thừa Hiểu đề nhất nghĩa Thông đạt Phật Pháp đại thừa Dùng tâm trí thành Tâm tinh sâu Tâm hồi hướng phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc như thế tất cả đều được giảng sanh cho nên gọi là lợi ích của hai môn định thiện và tán thiện hai môn này đều có lợi ích nếu hồi hướng đều được giảng sanh đương nhiên không hồi hướng thì không thể giảng sanh mặc dù có lợi ích như thế nhưng lại còn có lợi ích khác lớn hơn nhiều mà trong hai môn định thiền và tán thiện không có cho nên sau đó nói dòng Phật bản nguyện Dòng tức là lấy cái gì đó làm tiêu chuẩn Mắt hướng về một nơi nào đó Ví dụ chúng ta đứng ở đây Nhưng mắt lại hướng về bên kia Tuy người đứng ở chỗ này Nhưng mắt lại ngóng trông về một nơi khác Tuy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đứng ở nơi chúng sanh căng cơ tự lực ngã chấp Để nói cho bạn về định thiền tán thiện Nhưng trong tâm Ngài Lại hướng về bản nguyện của Đức Phật A-di-đà Chứ chẳng phải Ngài đứng bất động ở đây mà ngài nói ở đây thế này thế kia cũng như ví dụ chúng ta vừa nói ban đầu tôi nói dòng do rất nhiều nhưng trong lòng luôn hướng tới vấn đề chính mà mình muốn đề cập đức phật thích ca mâu ni nói hàng nghìn dạng điều nhưng mục đích sau cùng là muốn nói ra bản nguyện của đức phật a di đà vì thế mới gọi là dòng phật bản nguyện ngay khi mới đầu đức phật thích ca mâu ni đã nói dòng phật bản nguyện rồi Ban đầu phu nhân vi đề hy thưa Bạch Đức Thế Tôn Còn muốn được vãng sanh về tịnh độ Bà không nói rõ là tịnh độ nào Nhưng Đức Phật Thích Ca đã biết Người nữ phàm phu tạo tội Không tin nhân quả giống như thế Cũng muốn được về tịnh độ Nhưng mười phương tịnh độ Thì bà không thể đến được Chỉ có tịnh độ của Đức Phật A-di-đà Mới có thể đến Vì Đức Phật này đã phát ra bản nguyện thù thắng Chỉ có Ngài mới có thể khiến cho phàm phu được giảng sanh về tịnh độ. Vì vậy, vậy, tuy phụ nhân Vi Đề Hy cầu giảng sanh về mười phương tịnh độ, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hướng về bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, ngài chỉ đặc biệt hiển thị sự trang nghiêm tuyệt vời của tịnh độ cực lạc để cho phụ nhân Vi Đề Hy tuyển chọn. Đây gọi là dòng Phật bản nguyện hướng về bản nguyện của Đức Phật. Rất nhiều phần trong quán kinh đều hướng về bản nguyện Phật. Tôi chỉ nêu sơ lược mấy điểm Ví dụ, khi nói đến Pháp quán chân thân thứ 9, quán tưởng thân Đức Phật a di đà cao 60 vạn ức na do tha hằng hài xa do tuần như thế, nói, Đức Phật kia có 8 vạn 4 nghìn đại nhân tướng, mỗi đại nhân tướng có 8 vạn 4 nghìn tùy hình hảo, mỗi hảo có 8 vạn 4 nghìn ánh sáng, mỗi ánh sáng chiêu khắp 10 phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. Đây chẳng phải là hướng về bản nguyện Phật đó sao? Vì bản nguyện của Đức Phật A-di-đà là nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật Nên Đại sư Thiện Đạo nói Sắc thân Di-đà như núi vàng Tướng hảo quang minh chiếu mười phương Chỉ có niệm Phật ánh sáng nhiếp Nên biết bản nguyện mạnh vô cùng Đó là vì Đức Phật Thích Ca Hướng về bản nguyện của Đức Phật A-di-đà Nên dẫn dắt bạn tiến vào niệm Phật thì được phật quan nhiếp thủ không bỏ sau đó nói về tán thiện trong tán thiện thì thượng bối là thiện đại thừa trung bối là thiện tiểu thừa cuối cùng thì thiện đại thừa cũng không thiện tiểu thừa cũng không thiện thế gian cũng không chỉ có phàm phu tạo ác đức phật vì những chúng sanh như thế nên ngài mới nói về ba phẩm hạ bối xưng nam mô a di đà phật một tiếng mười tiếng đây đều là hướng về bản nguyện của đức phật cuối cùng chỉ còn lại một pháp không cần phải so sánh đã không cần đến phương pháp so sánh nghĩa là hoàn toàn phó chúc pháp trị danh hiệu phật vô lượng thọ không nói đến định thiện và tán thiện nữa mà chỉ nêu ra một pháp này có thể dùng ba tầng thí dụ để nói về thứ tự khai quyền hiển thật trong quán kinh như sau tầng thứ nhất là vì có gương sen nên có hoa sen tầng thứ hai là hoa nở thì gương hiện tầng thứ ba là hoa rụng thì gương thành cũng giống như hoa sen bên ngoài có rất nhiều các cánh hoa ở giữa có gương sen thứ nhất nói vì có gương sen nên có hoa sen thế nào là vì có gương sen nên có hoa sen vì thu hoạch gương sen hạt sen mới có tác dụng nên mới có hoa sen cho nên nói vì có gương sen nên có hoa sen khi hoa sen nở thì gương sen liền có ở bên trong lập tức đến giai đoạn thứ hai hoa nở thì gương hiện vì có gương sen nên có hoa sen khi vẫn còn là nụ sen thì không nhìn thấy gương sen đây đại biểu cho ban đầu nói định thiện tán thiện đó là các cánh của hoa sen còn nói niệm phật chính là gương xe bên trong. Đầu tiên, Đức Phật mới chỉ nói về định thiền, tán thiền, chưa đã động gì đến Niệm Phật, nên bạn chưa thấy, chưa biết được mục đích chính của ngài là nói về Niệm Phật. Cũng giống như gương xe bên trong bị các cánh hoa bao bọc xung quanh chưa lộ ra. Nhưng mục đích chính là để hiển bày gương xe bên trong. Đức Phật Thích Ca Bâu Ni hướng về bản nguyện Phật là muốn nói về pháp môn Niệm Phật, nhưng ban đầu Ngài chưa thể nói ra hoàn toàn Nên mới nói Vì có gương sen nên có hoa sen Vì muốn nói niệm Phật Nên mới nói định thiện, tán thiện Giai đoạn thứ hai Hoa nở thì gương hiện Hoa sen vừa hé nở Thì gương sen liền hiện ra Chính là ở trong văn định thiện tán thiện Mà nói về niệm Phật Cũng như vừa nói Mỗi ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới Nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ Tuy nói về Pháp quán Phật nhưng Đức Phật lại đem niệm Phật đặt sen vào trong Đây là hiển thị gương sen Trong phần tán thiền cũng nói về niệm Phật Sưng danh hiệu Phật vô lượng thọ xưng Nam Mô A Di Đà Phật Đây gọi là qua nở thì gương hiện Lúc này quán Phật cũng có Tán thiền cũng có Niệm Phật cũng có Qua sen, gương sen đều đã hiển hiện Đến giai đoạn cuối cùng Qua rụng thì gương thành Sau khi các cánh sen đã nở Thì dần dần héo rụng chỉ còn lại gương sen hiện ra bỏ đi các cánh sen đình thiền tán thiền không đề cập đến nữa không phó chúc đình thiền tán thiền mà chỉ lấy danh hiệu phật vô lượng thọ phó chúc cho ngài a nan đây gọi là qua rụng thì gương thành lúc này giáo pháp niệm phật hoàn toàn độc lập hiện ra đức phật thích ca mâu ni theo thứ tự như thế để dẫn dắt chúng ta từ thánh đạo môn tiến vào tịnh độ môn từ trong tịnh độ môn lại từ tạp hạnh tạp tu tiến vào chuyên tu niệm Phật. Nếu chúng ta hiểu được đạo lý này thì không thể cô phụ tấm lòng của Đức Thế Tôn mà nên chuyên tu niệm Phật. Có thể nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã rất lao tâm khổ tứ khi nói bộ Quán kinh này, vì căn cơ của chúng sanh quá thấp kém mà bản chất lại kiêu mạn. Nếu chẳng phải là Đức Phật với trí tuệ siêu việt như vậy khi nói bộ quán kinh này thì chúng ta không thể nào lĩnh hội được. Đức Phật từ từ dẫn dắt hướng về bản nguyện của Phật ý là ở chỗ chúng sanh. Thâm ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong bộ quán kinh này là ở chỗ nào? Không phải ở định thiện, tán thiện mà ý Ngài muốn mười phương chúng sanh chúng ta nên nhất hướng chuyên xưng di đà danh hiệu nên cuối cùng ngài mới phó chút danh hiệu Đức Phật A Di Đà cho tôn giả A Nan. Bản nguyện của Đức Phật A Di Đà là nhất hướng chuyên sưng Di Đà danh hiệu. Bản ý của Đức Phật thích Ca Mâu Ni cũng như vậy và sự chứng thành của chư Phật trong mười phương cũng như vậy. Nếu chúng ta không chuyên tu niệm Phật, tức là đã trái ngược với tấm lòng của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật thích Ca và mười phương chư Phật, bạn chính là người không tùy thuận lời Phật dạy nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Đây chính là tông chỉ căn bản của tông tịnh độ. Trong quán kinh cũng nói đến quán thân Phật, nhưng bản nguyện của Đức Phật chẳng phải là quán thân Phật mà là xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Cho nên nói, danh hiệu Đức Phật A Di Đà là đối tượng tín ngưỡng duy nhất của chúng ta, không phải là danh hiệu các đức Phật khác, cũng chẳng phải là thân tướng hay quang minh của Đức Phật A Di Đà mà là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đây là duy nhất miệng niệm và tâm niệm niệm danh hiệu phật thì không đòi hỏi chúng ta phải ức tưởng thanh tịnh như thế nào mà chỉ cần miệng xưng danh hiệu a di đà phật xưng tức là chúng ta mở miệng niệm ra tiếng nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật có một số người hỏi tôi niệm trong tâm có được không niệm trong tâm đương nhiên là được trong tâm niệm danh hiệu phật a di đà cũng là niệm phật nhưng niệm trong tâm với niệm bằng miệng thì cách nào dễ hơn so sánh giữa hai cách thì niệm bằng miệng dễ hơn nếu trong tâm bạn quá nhiều phiền não lại thêm công việc hiện tại bề bộn thì bạn không thể niệm phật trong tâm được mà sẽ nghĩ sang việc khác nhưng dù trong tâm bạn tạp loạn đến đâu thì miệng vẫn niệm Phật được, đúng không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có liên hữu hỏi: Bạch sư phụ, con vừa niệm Phật vừa vọng tưởng, như thế có được không? Việc này thì đúng. Chẳng phải bạn vọng tưởng là đúng, mà pháp môn niệm Phật chính là miệng xưng danh hiệu. Nếu đòi hỏi niệm Phật phải thanh tịnh, thì bạn có vọng tưởng sẽ không thể niệm Phật được. Vì thế, đơn giản, dễ dàng chính là trong tâm bạn, dù có vọng tưởng, nhưng miệng vẫn có thể niệm Phật, vẫn nguyện vãng sanh. Như thế là phù hợp với điều kiện và đạt tiêu chuẩn. Ví dụ, bạn dạy một đứa bé niệm Phật, thì bạn bảo nó miệng xưng danh hiệu hay phải niệm Phật trong tâm. Này bé ngoan, con niệm Phật trong tâm đi. Thì nó chẳng biết niệm Phật trong tâm là thế nào cả nhưng nếu bạn bảo con niệm thế này nghe a di đà phật thì nó sẽ niệm được như thế đối với đứa trẻ thì miệng xưng danh là dễ dàng hay như đối với một số người thiểu năng bạn dạy họ xưng niệm họ cũng có thể niệm được nhưng nếu bạn bảo họ bạn niệm phật trong tâm đi thì họ chẳng biết bạn nói cái gì cho nên miệng xưng danh hiệu rất dễ dàng cũng vậy con vẹt con sáo niệm phật cũng được vãng sanh nó có niệm trong tâm không nó chỉ có thể bắt chước bạn niệm một câu a di đà phật nó cũng niệm a di đà phật bạn niệm thì nó cũng niệm tức là nó niệm bằng miệng chính là miệng xưng danh hiệu nguyện vãng sanh tịnh độ con sáo có tâm nguyện vãng sanh hay không chúng ta không biết vì nó là loài chim. Có thể có, có thể không, chúng ta cũng chẳng thể biết được. Chỉ biết là nó có thường xuyên xưng niệm danh hiệu Phật. Vì nhân duyên đó, nên câu danh hiệu này có tác dụng khiến cho nó tự nhiên được vãng sanh. Vì thế, con chim sáo chết mà trên thân còn có xá lợi. Nếu như một người đần độn mà họ cũng giống như con sáo, từ sáng đến tối chỉ niệm A-di-đà-phật thì chắc chắn vãng sanh. Không cần phải nói nhiều, cứ một mực niệm Phật là được rồi. Họ cũng chẳng biết thế nào là tâm thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh, chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hơn nữa, niệm Phật nhiều thì có thể khai mở trí tuệ, khi ấy sẽ không còn là người ngu đần nữa. So sánh giữa miệng xưng với tâm niệm, thì miệng xưng danh là dễ dàng. Người miệng sư danh hiệu Phật Thì nhất định giảng sanh Vậy nếu như tâm niệm danh hiệu Phật Thì có giảng sanh không? Đương nhiên cũng giảng sanh Nếu như tán tâm niệm Phật Còn được giảng sanh Chẳng lẽ định tâm niệm Phật Lại không giảng sanh sao? Nói tán tâm Miệng xưng danh hoàn toàn Chẳng phải là phản đối định tâm ức niệm Mà là định tâm ước niệm khó hơn Sẽ có người làm không nổi Đức Phật A-di-đà không lấy định tâm Làm bản nguyện dù tâm tán loạn nhưng chỉ cần miệng xưng danh hiệu Phật tương tục thì chắc chắn được giảng sanh. Quả thật chẳng còn pháp môn nào đơn giản và thù thắng hơn pháp môn này. Hôm trước chúng ta đã học đến hà hạ phẩm trong quán kinh. Trong đó cũng nói miệng xưng niệm danh hiệu Phật, chúng sanh trong phần hà hạ phẩm tạo tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc bất thiện. Khi sắp mạng chung, người ấy lẽ ra phải đọa vào đường ác. Nhưng gặp được thiền tri thức khuyên nhủ mọi điều Nói diệu pháp cho họ nghe Dạy họ niệm Phật Người này chỉ bị khổ bức bách Không rảnh lấy niệm Chữ niệm trong trường hợp này thứ nhất Chính là niệm trong tâm Vì người này niệm trong tâm không nổi Nên thiền tri thức mới bảo Nếu bạn không thể niệm Đức Phật vô lượng thọ Thì hãy xưng danh hiệu Ngài Chí tâm như vậy Âm thanh không dứt Xưng Nam Mô A Di Đà Phật Bạn thấy đó niệm trong tâm không nổi phải chuyển thành miệng xưng miệng xưng danh như vậy thì liền được giảng sanh vì xưng danh hiệu phật nên trong mỗi niệm tiêu trừ được tám mươi ức kiếp tội nặng sinh tử trong khoảng sát na được giảng sanh về trình độ cực lạc vì vậy các vị niệm phật không cần phải băn khoăn tôi phải niệm phật thế nào trong tâm ra làm sao bạn cứ một mực niệm phật thì quyết định giảng sanh đây chính là điểm mà trình độ môn được gọi là đạo dễ hành Nếu đòi hỏi trong tâm phải thanh tịnh như thế nào đó Thì chúng ta chẳng dễ dàng làm được Bạn thường xuyên niệm Phật Thì trong tâm tự nhiên thanh tịnh Cho nên Pháp Nhiên Thượng Nhân nói Bất kể giọng niệm nhiều Bất kể tâm tán loạn không thanh tịnh Chỉ cần miệng xưng danh hiệu Nếu người thường xưng danh hiệu Phật A-di-đà Nhờ công đức của danh hiệu Phật Mà giọng niệm tự dứt Tán loạn tự yên ba nghiệp tự điều phục tâm nguyện tự phát chỉ cần bạn chuyên niệm phật thì tự nhiên có hiệu quả như thế lại nói vì thế khi tâm nguyện sanh ích, cũng nam mô a di đà phật khi tâm tán loạn tăng cũng nam mô a di đà phật khi vọng niệm khởi cũng nam mô a di đà phật khi thiền tâm sanh cũng nam mô a di đà phật khi tâm chẳng thanh tịnh cũng nam mô a di đà phật khi tâm thanh tịnh cũng nam mô a di đà phật khi thiếu ba tâm cũng nam mô a di đà phật khi đủ ba tâm cũng nam mô a di đà phật khi ba tâm hiện khởi cũng nam mô a di đà phật khi ba tâm thành tựu cũng nam mô a di đà phật đây tức là phương tiện quyết định giảng sanh nên các cốt ghi tâm chớ để quên mất khi niệm phật mà tâm tán loạn thì phải làm thế nào nhất hướng chuyên xưng danh hiệu phật a di đà thì chắc chắn vãng sanh đây là toàn bộ lời giải thích mang tính kết luận của đại sư thiện đạo về pháp môn niệm phật của tông tịnh độ xưng niệm danh hiệu phật a di đà không phải là ở chỗ tâm chúng ta tán loạn hay không tán loạn bởi đã là phàm phu thì đương nhiên ở trong tán địa nghĩa là chúng sanh trong ba cõi cõi dục cõi sắc và cõi vô sắc chúng ta thuộc về cõi dục cõi dục là tán địa cõi sắc và cõi vô sắc gọi là định địa bạn phải có công phu thiền định thì mới có thể sanh về cõi sắc và cõi vô sắc đã ở trong cõi dục thì tất cả đều là phàm phu tán địa tâm của phàm phu tán địa đương nhiên là tán loạn chẳng có cách gì khắc phục được cũng giống như bạn làm người thì phải có mắt và mũi nhưng bản nguyện của đức phật a di đà bất khả tư nghị chúng sanh như vậy mới là đối tượng chính mà phật muốn cứu độ nên ngài mới phát ra thệ nguyện chúng sanh như thế nhưng nếu xưng niệm danh hiệu tôi thì nhất định sanh về tịnh độ của tôi bởi thế không phải tìm kiếm từ nơi tâm chúng ta mà là xem chúng ta có chuyên xưng danh hiệu hay không Chuyên ở đây chính là ở hạnh nghiệp chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, chuyên lễ bái Đức Phật A-di-đà, trong tâm cũng chuyên nương tựa vào thệ nguyện của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta được vãng sanh chẳng phải là bản thân mình có tu hành, tâm thanh tịnh, mà là vì nương vào thệ nguyện của Đức Phật. Hòa Thượng Thiện Đạo nói, Hiện Đức Phật kia đã thành Phật, nên biết bảo nguyện sâu nặng của Ngài chân thật không hư dối. Chúng sanh xưng niệm nhất định giảng sanh Bởi duyên bản nguyện của Phật không hư dối Nên chúng ta xưng niệm thì chắc chắn được vãng sanh Hôm qua cũng có vị liên hữu hỏi Niệm Phật mà tâm có vọng tưởng tán loạn thì phải làm thế nào? Thật ra vấn đề này quý vị không cần phải hỏi Một chút cũng chẳng cần Chúng sanh xưa nay là như vậy Giống như nói Tôi niệm Phật nhưng từ lúc được sinh ra đã bị béo phì thì phải làm sao béo phì thì cứ lấy thân phận béo phì mà niệm phật chẳng liên quan gì tướng mạo của bạn thế nào không quan trọng tâm bạn ra sao cũng chẳng quan trọng chỉ là tại chúng ta cho đó là vấn đề phải kiên kỵ mà thôi cũng giống như chúng ta đi thuyền qua biển bạn có qua được biển hay không điều kiện duy nhất là bạn phải đi thẳng tới chiếc thuyền leo lên và ngồi trên đó còn như nói sau khi lên thuyền có phải một lòng một dạ ngồi trên đó hay không có cần phải nhớ là tôi đang ở trên thuyền hay không cũng không nhất định phải như vậy ngẫu nhiên bạn có thể suy nghĩ việc nhà nhưng suy nghĩ như thế liệu bạn có chạy về nhà được không bạn vẫn ở trên thuyền thỉnh thoảng cũng có dịp được ngắm phong cảnh nhưng chúng ta rất an tâm tôi ngồi trên thuyền rồi thì trọng tâm và trọng lượng của tôi đều ở trên thuyền Chúng ta niệm Phật cũng như thế Nghĩa là chúng ta đem tất cả tấm lòng Nương tựa vào con thuyền của Đức Phật A-di-đà Con xương niệm danh hiệu Phật Di-đà Bất luận thế nào cũng nhất định giảng sanh Việc này đã được bảo chứng Chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng Khi trong tâm còn nhiều tạp niệm Bạn thường xuyên niệm Phật Thì vọng tưởng tự nhiên sẽ ít đi Vọng tưởng tạp niệm của năm ngoái Năm nay có còn ở đó không? đã mất từ lâu rồi bạn không quan tâm đến nó thì nó tự mất vì nó không có nguồn gốc vọng tưởng của hôm qua hôm nay cũng chẳng còn ngay cả tạp niệm của một niệm trước hiện tại cũng qua đi tâm phàm phu là như vậy đến rồi đi đi rồi lại đến đây gọi là sanh diệt như khói với mây còn tâm niệm phật của chúng ta thế nào hôm qua niệm hôm nay cũng niệm, hàng ngày niệm. Hôm qua tinh thể nguyện của Đức Phật A Di Đà, hôm nay vẫn tin như thế, ngày mai cũng vẫn tin như vậy. Niệm Phật như thế là được rồi. Hôm nay, ngày mai liên tục không thay đổi. Suốt đời chỉ có một việc này không thay đổi. Còn như trong tâm có nghĩ tưởng việc khác cũng chẳng làm nó thay đổi. Điều đó không tạo thành chướng ngại giống như ngọn núi cao ngất sừng sững bất động ở lưng chừng núi thỉnh thoảng có những áng mây mù bồng bềnh qua lại mây có thể làm cho núi chấn động không không mây đến thì cứ đến núi cũng chẳng nói này bạn đừng đến nhé bạn đến là làm tôi bị loạn động đó mặc cho mây đến mây đi núi vẫn là núi tâm chúng ta chánh niệm kiên cố niệm phật thì tâm ấy cũng giống như ngọn núi xanh kia kiên cố bất động sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà đối với chúng ta cũng giống như ngọn núi kia, không hề thay đổi. Không thể gì trong tâm bạn có mê mù vọng niệm mà ngài không cứu. Bà không có mê mù vọng niệm thì tôi mới cứu độ bạn. Đức Phật A Di Đà có nói như thế không? Không. Ngài nói mười phương chúng sanh thì có bao quát cả chúng sanh vọng niệm hay không? Có. Mười phương chúng sanh đương nhiên là đã bao gồm cả chúng sanh vọng niệm lẫn chúng sanh tán loạn. Đức Phật A Di Đà nói: Bạn xưng danh hiệu tôi thì tất nhiên tôi cứu bạn, và chúng ta xưng danh hiệu Phật thì đương nhiên được Phật cứu. Nếu ngài không cứu độ, không thể khiến cho chúng sanh vọng niệm xưng danh hiệu tôi, giảng sanh về tình độ của tôi thì tôi không thành Phật. Hiện tại ngài đã thành Phật rồi, thì sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là không thay đổi. Ý nói danh hiệu vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Sự cứu độ và lòng từ bi của ngài cũng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi chúng ta xin niệm nam mô a di đà phật bất luận như thế nào cũng nhất định giảng sanh điều này nghìn vạn lần không nên hoài nghi đây là vĩnh viễn không thay đổi cũng giống như ngọn núi xanh sừng sững bất động vậy pháp môn niệm phật vốn không lựa chọn hoài nghi đi đứng nằm ngồi và không luận nghề nghiệp tri thức nông dân công nhân hay thương gia làm nghề gì cũng được đây đều là pháp sanh diệt ở thế gian còn tâm chúng ta niệm nam mô a di đà phật thì mãi mãi không thay đổi sự cứu độ của phật vĩnh viễn không thay đổi nên bạn không cần phải lo lắng tuy biết rằng bất luận là định tâm hay tán tâm chỉ cần niệm phật thì nhất định giảng sanh nhưng trong tâm chúng ta vẫn mong muốn bớt được một chút tạp niệm một chút phiền não đúng không đây lại là vấn đề ở một mức độ khác việc này đòi hỏi chúng ta phải có phương pháp cần phải giúp tâm mọi người có thể vận dụng pháp thập niềm ký số của đại sứ ứng quang để sướng nhưng chúng ta đừng hiểu lầm rằng nếu chẳng như vậy thì không được giảng sanh đức phật a di đà không đòi hỏi như thế đây là bạn tự đặt yêu cầu cho mình mà thôi cũng giống như ngày không yêu cầu bạn phải mặc y phục như thế nào vì chúng ta lúc nào cũng muốn mình ăn mặc sao cho tươm tất một chút chỉnh tệ một chút xinh đẹp một chút thì đó là việc của riêng bạn. Nhất hướng. Hòa thượng Thiện đạo căn cứ vào văn kinh để nói với chúng ta phải chuyên xưng Di Đà Phật danh. Mà chuyên ở đây là nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nhất hướng nghĩa là chỉ có một phương hướng mà thôi. Từ khi bắt đầu nghe được pháp môn này kể từ đây, niệm Phật cho đến lúc lâm chung không thay đổi, đây gọi là nhất hướng. Chẳng hạn như, bạn niệm Phật được 2 hoặc 3 năm, về sau bạn không niệm nữa, vì nghĩ rằng niệm Phật thành thục rồi, bây giờ tôi phải tu thêm pháp môn khác. Như thế thì không phải là nhất hướng, mà bạn đã thay đổi pháp tu. Giống như chúng ta đi thuyền qua biển, nhưng đi được nửa đường thì bạn lại thay đổi đây không thể gọi là một hướng được Đi xe cũng vậy Bạn ngồi trên chuyến xe tốc hành Từ đây thẳng đến Bắc Kinh Thì đó là một hướng không thay đổi Nhưng nếu giữa đường Bạn dừng lại xuống một trạm nào đó Để chuyển sang xe khác Thì không thể đến Bắc Kinh được Chúng ta niệm Phật Là nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà Cho nên nói là Niệm Phật suốt đời không thay đổi nhất hướng, nghĩa là chỉ hướng về một đức Phật, lúc nào cũng nghĩ rằng Phật A Di Đà phát nguyện là để cứu độ ta, xưng niệm danh hiệu vị Phật này, nếu không vãng sanh thì ngài không thành Phật. Bất luận như thế nào, chỉ nương vào thệ nguyện của Phật thì đó gọi là nhất hướng. Rất nhiều người trong chúng ta niệm Phật nhưng không nhất hướng. Một mặt họ niệm Phật, nhưng mặt khác họ lại nghĩ chẳng biết bình niệm Phật thế này có giảng sanh được hay không. Như thế là tư tưởng của họ đã bị chuyển hướng rồi. Họ quay sang nhìn vào bản thân. Nói nhất hướng nghĩa là bạn chỉ chăm bẩm hướng về phía Đức Phật A Di Đà mà thôi. Giống như ban đêm có ánh trăng, bạn ngẩng đầu lên là liền nhìn thấy trăng sáng vằng vặt. Nhưng nếu bạn cúi đầu nhìn về phía căn phòng tối, thì chỉ nhìn thấy một khoảng tối om đúng không tâm chúng ta chính là căn phòng tối tâm đó có nghiệp tội có vọng niệm có phiền não bạn càng nhìn càng cảm thấy mình không có phần bản sanh việc vãng sanh vốn không dựa vào tâm của bạn tuy tâm bạn có phiền não có vọng niệm tối tâm như thế nhưng đức phật chính là muốn cứu độ cái tâm này bạn không nên nói thế này thì không thể giảng sanh được đức phật chính là muốn cứu độ cái tâm như thế giống như chúng ta đến bệnh viện khám bệnh thì đương nhiên bạn phải tin vào bác sĩ bác sĩ bảo bệnh của bạn phải điều trị thế nào thì bạn cứ nghe theo như thế ấy nhưng bạn lại nói bệnh của tôi nặng như thế mà ông lại khám cho tôi thành ra thế này vừa nghĩ như vậy thì trong lòng liền thiếu tin tưởng vậy thì có thể chữa khỏi bệnh không Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân chữa như vậy là vì bệnh của bạn nặng nên ông ta mới chỉ định phải điều trị. Chính vì phiền não nghiệp chướng, nghiệp tội của chúng ta sâu nặng nên Đức Phật A-di-đà mới nói bằng niệm Phật thì tiêu trừ được tội chướng Niệm Phật thì được Phật lực cứu độ Niệm Phật nương vào thệ nguyện của Phật mà được giảng sanh tình độ Thế nên đừng vì nghiệp tội của mình sâu nặng mà hoài nghi việc niệm Phật vãng sanh. Cũng không nên vì trong tâm có vọng tưởng tán loạn mà không niệm Phật, lại mang mặc cảm. Mình tệ thế này thì làm sao mà giảng sanh được? Rồi sau đó bỏ việc niệm Phật để đi tu tâm. Cũng chính vì chúng sanh như thế nên mới nhất định phải niệm Phật. Bạn không niệm Phật thì liệu còn pháp môn nào để bạn có thể tu được? Nếu pháp môn niệm Phật mà bạn còn không tu được thì tất cả các pháp môn khác bạn cũng chẳng thể tu được. Vì vậy, nếu chúng ta thường xuyên tư duy về sự cứu độ của câu Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên trong tâm có ánh sáng, biết mình chắc chắn vãng sanh, đây gọi là nhất hướng. Cũng như chúng ta ngồi thuyền để qua biển, bạn phải nghĩ rằng con thuyền này có khả năng chuyên chở rất lớn, rất kiên cố và cực kỳ ổn thỏa bạn đã ngồi lên thuyền, nghĩa là hoàn toàn nhờ vào sức của nó để qua biển. Bạn không cần phải đứng ở trên bờ để suy nghĩ. Mình đã không biết bơi, mà sống là dữ dội như thế. Trời lại lạnh thế này, thì làm sao mình có thể qua bờ bên kia được chứ? Người ta nói với bạn, Không phải là dựa vào việc bạn biết bơi, mà là dựa vào việc bạn ngồi trên thuyền để qua biển. Bạn nói, Tôi biết là ngồi trên thuyền để qua biển rồi, nhưng tôi không biết bơi thì làm sao mà qua được. Người ta lại ôm tồn nói với bạn lần nữa Việc qua biển chẳng phải là dựa vào việc bạn biết bơi hay không Mà là dựa vào việc bạn có ngồi lên thuyền hay không Bạn vẫn cứ khăng khăng Thì vẫn biết là như thế Nhưng đã nói là tôi không biết bơi thì làm sao mà qua được Ôi trời đất ơi Bộ não người này quả là có vấn đề Cho nên khuyên nhủ cách mấy cũng chẳng lay chuyển được Người ta nói với bạn là Niệm Phật thì được vãng sanh đã nói rất rõ ràng, lệnh nương vào thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà niệm Phật chắc chắn vãng sanh, mà bạn cứ một mực nói, tôi vẫn biết là niệm Phật thì được vãng sanh, nhưng bạn thấy đấy, tâm tôi vọng tưởng tán loạn như thế, tội chướng sâu nặng như vậy thì làm sao tôi vãng sanh được? Nếu không bảo bạn nương vào pháp niệm Phật để vãng sanh thì dựa vào cái tâm nào của bạn để vãng sanh? Cho nên bạn cần phải vứt bỏ cái tâm này đi đã nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng người này vẫn không lay chuyển cứ mãi quanh co lòng vòng tù vẫn biết niệm phật thì được giảng sanh nhưng mà thế này nhưng, nhưng mà thế kia nhưng thì bạn có thể làm được gì bạn niệm phật là được rồi bạn đã biết niệm phật chắc chắn vãng sanh thì bạn cứ niệm phật đi còn lòng vòng gì nữa pháp môn này không đòi hỏi điều kiện nào cả lại có người nói vẫn biết niệm phật thì được giảng sanh nhưng nếu không tụng kinh chỉ niệm phật thôi thì không thể giảng sanh được nếu tâm không đạt đến công phu thành phiến thì cũng không thể giảng sanh những quan điểm này đều không có căn cứ nhưng nó lại rất dễ được người ta tin nhận còn lời phật nói thì họ lại không tin bạn thấy có kỳ lạ không những quan điểm ấy chỉ cần một người nói thì đảm bảo có tới cả chục người hùa theo tán thành ờ đúng rồi đấy vì sao? Vì cả chục người này đều là phàm phu Đều chấp vào các kiến giải của phàm phu Cho nên chỉ cần một người bảo Đúng Thì tất cả bọn họ cũng hùa theo Đúng là như vậy Chẳng hạn nói Chúng ta tin Phật Tin thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà Thế nhưng Ngoài phố còn rất nhiều người không tin Phật Họ chụm đầu lại một chỗ Bàn tán Làm sao lại có thế giới cực lạc được nhỉ Tôi thấy mấy người này thật dớ dẩn họ tin một cách mù quáng chỉ cần một người nói như vậy là lập tức có hàng trăm người khác a vua tán thành đúng rồi đó mấy bà già này á toàn giao rắc những điều mê tín làm gì có thế giới cực lạc thế nhưng lời nói của một trăm người hùa theo này có chắc chắn không không vì nó xuất phát từ tâm nghi ngờ của họ còn người niệm phật chúng ta thì biết chắc chắn là có thế giới cực lạc cũng vậy đối với thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà, đối với pháp môn niệm Phật mà bạn không hiểu cặn kẽ thì bạn sẽ tùy tiện nói làm gì có chuyện giảng sanh là dễ dàng như thế. Thì 100 người khác đều hùa theo bạn. Lời của 100 người này đều xuất phát từ lòng nghi ngờ mà nói ra. Đó không phải là căn cứ. Vậy thì dựa vào lời nói của ai? Chúng ta phải nương vào thệ nguyện của Đức Phật và lời dạy của Tổ sư hòa thượng thiện đạo làm tiêu chuẩn tâm chúng ta nương vào bản nguyện của phật biết niệm phật chắc chắn vãng sanh nếu không thì sao tổ sư lại nói xưng danh hiệu phật là chánh định nghiệp đức phật a di đà không bao giờ lừa dối chúng ta nếu bạn không có được tâm quyết định vãng sanh thì đối với tịnh độ môn bạn mới chỉ lãng vãng ở bên ngoài chứ chưa bước vào cửa nhất hướng còn có một tầng hàm nghĩa nữa tâm của phàm phu chúng ta thường hay phân biệt đối đãi tất cả những suy nghĩ nhận xét của chúng ta đều chia ra đây là thiện kia là ác đây chính là hai hướng trì giới và phá giới lại cũng hai hướng xuất gia và tại gia công phu sâu công phu cạn chúng ta đều chia thành hai rồi trong hai hướng đó lại chọn lấy một Giữa thiện và ác Chúng ta cho rằng Người ác niệm Phật khó giảng sanh Người thiện mới được giảng sanh Ăn chay, ăn mặn Người không ăn chay thì niệm Phật làm sao giảng sanh Ăn chay mới giảng sanh Trì giới, phá giới Nếu người không trì giới Thì niệm Phật làm sao giảng sanh Người trì giới mới giảng sanh Vậy rốt cuộc là Niệm Phật vãng sanh hay là trì giới vãng sanh Họ nói phải thêm thì giới niệm Phật mới giảng sanh Đây không phải là thệ nguyện của Đức Phật A-di-đà Ngài không nói đến Chúng sanh trì giới Cho đến mười niệm Nếu không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác Mà Ngài nói Mười phương chúng sanh Mười phương chúng sanh ở đây là Đã bao gồm cả người trì giới Người phá giới Và cả người không thọ giới Bao gồm cả người xuất gia Lẫn tại gia cả người có trí lẫn người vô trí, cả người nam lẫn người nữ, cả người có tu lẫn không tu, tất cả đều bao hàm trong đó nên mới gọi là mười phương chúng sanh. Cho nên, thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà chính là nhất hướng. Ngài không bao giờ nói hai lời. Nhưng trong tâm chúng ta lại luôn luôn có hai hướng, mà hai hướng chính là phân biệt. Phân biệt là điên đảo, mà điên đảo tức là luân hồi sanh tử. Chẳng phải như thế sao? Thế nên, người niệm Phật chúng ta không cần bàn đến mấy việc nhỏ nhặt này. Đây là việc thị phi. Nếu bạn nói những chuyện này, thì khẳng định đó không phải là đạo lý đúng đắn trong Phật Pháp. Nhất định sẽ xảy ra thị phi. Vậy cuối cùng, bạn khuyên người ta niệm Phật hay là cổ suý họ hành thiện? Đương nhiên là khuyến khích người ta niệm Phật nhưng vẫn cổ vũ họ hành thiện. Vậy trước hết, bạn phải giảng giải về pháp môn niệm Phật một cách rõ ràng cho họ được thông suốt, rồi sau đó mới nói về việc hành thiện. Bất luận là ai, hễ niệm Phật thì nhất định vãng sanh. Làm người ở thế gian, còn phải tuân theo kỹ cương phép tắc như hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Về bạn nghĩ xem, là đệ tử Phật thì phải làm thế nào? đương nhiên là phải hành thiện tích đức Đạo lý chẳng phải là quá rõ ràng đó sao Chẳng hạn có một bệnh nhân đến bệnh viện khám bệnh Thì bác sĩ chỉ có một việc là phải làm sao tùy bệnh cho thuốc Có phải ông ấy sẽ hỏi bệnh nhân những câu như thế này Bạn là người nam hay người nữ Nếu là nam thì tôi mới khám Còn nữ thì tôi không khám Bạn có phải là tên ăn trộm không Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ không khám bệnh cho bạn như thế thì bạn sẽ cho là ông bác sĩ này dớ dẫn Toàn hỏi những chuyện không đâu Thuốc của bác sĩ cũng chẳng phân biệt Nếu là tên trộm thì uống sẽ không trị được bệnh Phải là người chân chính đàng hoàng Không phải là kẻ trộm thì uống thuốc mới hết bệnh Đây là hai vấn đề chẳng liên quan gì đến việc chữa bệnh Hiện tại bạn đang cần bác sĩ khám bệnh Trách nhiệm của ông ta là chữa khỏi bệnh cho bạn Cho dù bạn có phạm tội trộm cướp đi nữa Thì đã có luật pháp của quốc gia đó là việc ngoài lệ ngoài phạm vi của bác sĩ bây giờ việc quan trọng của chúng ta là nên niệm phật nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc sáu chữ danh hiệu này bất luận người nào xưng niệm cũng nhất định giảng sanh còn như nói bạn là người thiện hay người ác thì đây là là chuẩn mực khác nằm ngoài giáo lý ngoài sự giải thích huống chi niệm phật được giảng sanh về thế giới cực lạc thì việc thiện hay ác được nói ở thế giới này cũng chẳng có ý nghĩa gì để thế giới cực lạc thành Phật Thành Bồ Tát mới là điều thiện Có ý nghĩa chân thật Nhưng đó còn chưa nói đến ở thế giới này Bản thân bạn chính là ác Đời này bạn là người thiện Nhưng đời sau có thể bạn là người ác Vì sao? Vì lục đạo luân hồi luân chuyển qua lại Đời này sẽ lên cõi trời Nhưng đời sau có thể xuống địa ngục Trước vừa mới là người thiện Sao đã trở thành người ác rồi Thì đâu có tư cách gì để nói Người niệm Phật công bằng đến những việc này Chúng ta là người như thế nào Thì cứ lấy thân phận như thế ấy Mà niệm Phật thì nhất định giảng sanh Người kia là người như thế nào Thì cứ lấy thân phận ấy của họ Mà niệm Phật cũng chắc chắn giảng sanh Tất cả mọi người niệm Phật đều giảng sanh Đều thành Phật Có gì mà không được Đó không phải là việc đại quan hỷ sao Đây gọi là nhất hướng Nếu chúng ta không phân biệt được điểm này Thì nhất định sẽ nảy sinh thị phi Mình ăn chay rồi cũng đòi hỏi người ta phải giống mình bạn xem kìa ông a à này niệm phật mà chẳng ăn chay họ cho rằng việc ăn chay cũng quan trọng như việc niệm phật chúng ta phải phân biệt cho rõ việc nào là chủ yếu việc nào là thứ yếu niệm phật là quan trọng nhất còn những việc khác có thể từ từ chỉ dạy từ từ giải quyết cũng như con cái được cha mẹ dạy bảo thì điều quan trọng nhất là phải hiếu thuận và vâng lợi rồi sau đó mới nói đến việc nó có năng lực công tác hay không Và dạ, kiếm được bao nhiêu tiền Đúng không Nếu con cái chẳng hiếu thuận Mà ngược lại còn đánh đập chửi mắng cha mẹ Thì cho dù kiếm được nhiều tiền Cũng chẳng có ý nghĩa gì Trước tiên phải biết dân lời cha mẹ Là một người con có hiếu Rồi sau đó trên nền tảng này Mới có thể lao động làm giàu Mới được công thành danh toại Được như thế thì đương nhiên rất tốt Nhưng nếu không được như vậy Thì vẫn cứ là một người con hiếu thảo Biết dân lời cha mẹ vì năng lực của mỗi người chỉ có chừng mực mà thôi Đức Phật xem chúng sanh cũng như thế Làm Bồ Tát đương nhiên là rất tốt Lục độ gian hành cũng rất tuyệt vời Thế nhưng ở góc độ phàm phu mà nói Nếu bạn thật sự tin và hiếu thuận với Phật Thì bạn phải tin thề nguyện của Đức Phật Hoàn toàn triệt để nương tựa vào Ngài Tin niệm Phật nhất định giảng sanh Đây chính là thuận theo thề nguyện của Đức Phật Được như thế thì Đức Phật rất vui mừng còn những gì khác thì sẽ từ từ hoàn thiện Huống chi ở thế giới này chúng ta thường gặp rất nhiều chướng ngàn. Nếu có thể đến được tình độ thì tự nhiên chuyện ác thành thiện Theo ý của tôi định thiện là bắt đầu từ pháp quán Thứ mặt trời Cho đến pháp quán thứ 13 Còn tán thiện thì bắt đầu là tam phước nghiệp Sau đó là cửu phẩm nghiệp trong hai môn định thiện và tán thiện này, tuy nói đến các hành giảng sanh, nhưng bản nguyện của Phật chỉ chú trọng ở danh hiệu, cho nên Đức Phật thích ca mâu ni chỉ lấy danh hiệu phó chúc cho tôn giả A Nan. Quý vị đã hiểu được ý nghĩa vì sao Đức Phật chỉ phó chúc hành niệm Phật mà không phó chúc định thiện và tán thiền chưa? Vì danh hiệu là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, nên Đức Phật thích ca mâu ni chỉ lấy xưng danh niệm Phật để phó chúc cho ngài A